có cái đầu, có con mắt, và có hai cái chân, mà nó có bốn cái chân, mà có cái đuôi, có phải tại nó nuôi ra, nhưng mà nó biến thành ra không phải đâu, côn trùng có nhiều khi nó có hình dáng khác nhau như vậy. Yeah, ha. Thôi côn trùng thì côn trùng mà, mình đừng có nghĩ mấy anh chị cho nó mệt, phải không? Không biết cái này tôi không biết. Cô ít khi để ý mấy cái chuyện đó lắm. À. Có ít khi để ý mấy cái chuyện đó, gặp con trùng thấy con trùng vậy thôi, ít có khi để ý mấy cái, mà có phân tách kỹ lưỡng như vậy. Xin lỗi sư phụ một tí để làm cái gì vậy? Gì làm giật mình vậy? Làm cái announcement cho mấy người. Announcement hả? Yeah. Thôi, rồi announce đi, announce. Những quý vị, những ai hết giờ rồi hả? Hết giờ rồi hả? Dạ chưa. Những ai mà muốn đi nghe thêm thuyết pháp thì sẽ có một buổi thuyết pháp tối nay ở trường UCLA. Và địa chỉ với bản đồ ở phía ngoài trên đường ra, quý vị có thể thấy được. Rồi sau phần thuyết pháp xong sẽ có thọ chay mà kiểu Mỹ salad bar, những ai muốn ở lại xin ở lại. Và nói tiếng Anh. Những ai sau phần thuyết pháp và phần thọ chay, những ai muốn truyền tâm ấn thì xin ở lại để chúng tôi sẽ có một cái phòng ở trên lầu khách sạn ở đây để truyền. Tất cả tin tức, những địa chỉ với lại sẽ nằm ở phía ngoài phòng lầu 4, phòng Costa Mesa. Nhưng mà nếu mà những ai có cái questions sẽ giải đáp rồi ha. Bây giờ thôi cô ngừng để cho quý vị hỏi, hay là muốn nói gì nữa? Nói gì nữa bây giờ? Hỏi điều kiện hả? Hả sao? Không. Rồi. Dạ, dạ cho xin tôi hỏi là ví dụ như mà mình muốn tu thành Phật thì nó quá xa vời rồi, nhưng mà mình muốn tu cái tâm thôi, làm sao mà tu cái tâm để cho nó tâm hồn nó được nghĩa là bình xuống, bình dạ, bình, bình bình ấy chỉ có như đó thôi. Làm sao mà tu được thì cũng mới tu cái pháp này. Thì cô đã nói rồi. Không phải mình nhiều khi mình không phải ước vọng làm Phật, nhưng mà cái đời sống mình nó quá xáo trộn, nó không có an ổn. Mình muốn làm người, mà làm người tốt mình cũng phải tu. Bây giờ muốn tu thì cái điều kiện không có gì khó. Từ cái ngày tu trở đi bắt đầu ăn chay trường, nghĩa là mình dứt nghiệp sát sanh. Thấy không? Mình nguyện từ hôm nay không có muốn ăn oán giang hồ nữa. Mình tha thứ cho những người trước kia đã giết mình, bây giờ mình không muốn giết họ. Thí dụ như mình nói rằng những cái con vật đó bây giờ bị nó thọ nghiệp đó, hồi trưa nó giết mình đó, thì bây giờ mình mới nó tới cái tay của mình vậy, mình mới phải giết nó bởi vì có nghiệp. Nhưng mà mình học Phật pháp, mình có học cái kêu bằng cái pháp khoan dung đó, độ lượng đó, thì thôi, tuy rằng kỳ trước anh giết tôi, bây giờ tôi tha rồi, không giết nữa. Nếu mà tôi giết anh nữa, anh mai mốt anh trở lại giết tôi nữa, nó lộn tới lộn luôn hoài, mất công quá, thôi giờ dẹp luôn, dẹp bỏ hết, bao nhiêu nợ nần bỏ hết, tôi đi rồi, hiểu chưa? Như vậy tức là mình không còn muốn ân oán giang hồ nữa, mình muốn mình đi một mạch á. Nếu mình không thành Phật ở đời này, ít ra mình cũng không có luân hồi sanh tử, mình không có sa vào những con đường dữ, mình không có trở lại làm người nữa. Nếu mình không muốn, nếu muốn thì cũng được trở lại như thường. Nhưng mà con người làm người thì không có vất vả như vậy, không có sanh ra những cái nơi cực khổ, mà có trí huệ. Làm người rồi tiếp tục sẽ gặp minh sư khác, tiếp tục tu thêm, hiểu không? Chứ không có bỏ bê, bỏ lóc, bỏ lăng, bỏ lóc mà vô minh như là cái lúc mình chưa có tu hành. Cái điều kiện thì có vậy thôi, phải trừ năm giới đó. Năm giới đối với người tại gia và xuất gia đều là giới cân bằng hết. Còn đối với người xuất gia có thêm rất nhiều giới khác. Những cái giới đó kêu bằng nó từ trong cái năm giới nó mọc ra thôi, hiểu không? Nó mọc, nó thêm, nó chi tiết ra một chút, đặng cho người tại xuất gia nó có một cái trang nghiêm, cái phong độ trang nghiêm khác. Thí dụ như người xuất gia thì không có được níu kéo ôm ấp mấy người phụ nữ hoặc là người khác, hiểu chưa? Như vậy thôi. Nhưng mà mình người tại gia thì mình có thể xùy xòa không sao, chú anh em gì cũng được. Người xuất gia không được như vậy, nó thêm, ví dụ nó thêm ra như vậy thôi, hiểu chưa?
Thế đó là vì là cái phong độ, cái tư cách của vị xuất gia phải khác biệt với một người tại gia một chút. Đặng mình là đại biểu của Phật mà, hiểu không? Mình nói pháp cho chúng sanh nghe, mình giữ gìn cái Phật pháp cho nó lưu truyền lâu dài, thì mình phải có một cái phong độ gì oai nghiêm để cho người khác họ tin tưởng mình chứ. Chưa có lại gặp ông thầy chưa nghe pháp gì hết mà mình sợ vợ của mình bị ông giật mất rồi. Tại coi cái tướng ông coi bộ sao nó không có đàng hoàng, hiểu không? Thành ra người xuất gia nó có thêm những cái chi tiết như vậy để cho oai nghiêm, cho có cái lòng tin tưởng của người khác. Nhưng mà thật ra năm giới là đủ rồi. Hiểu cô nói không? Năm giới là tất cả mọi người đều phải giữ hết. Thứ nhất là không được sát sanh. Thứ hai không được nói dối. Thứ ba không được trộm cắp. Thứ tư không được tà dâm. Thứ năm không được uống rượu. Không uống rượu bao qua không có coi những cái phim ảnh mà tầm bậy tầm bạ đó, hiểu không? Kêu mừng phim con gì đó, con gì đó thôi đừng nói ha. Còn con gì đó 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 ha, không có được coi ha. Những cái tranh ảnh mà kích thích những con người làm cho những cái dục vọng thấp hèn của mình đó, nó trở lại đó thì đừng coi. Ví dụ mình muốn lên cõi cao cho nên mình phải giảm bớt những cái sự kêu bằng ràng buộc thấp hèn đó, hiểu chưa? Nếu mà mình còn đút đầu vô đó nữa thì nó càng kéo xuống nữa. Mình muốn lên cao nữa kéo xuống, vậy cứ đứng đó hoài nè. Thành ra những cái giới luật này để cho mình càng ngày càng cao đó, hiểu không? Mình xa lìa những cái nơi mà ẩm thấp để mình lên cao. Tại sao mà phải cái không uống rượu còn bao qua không được đánh bài đánh bạc à, không được hút cần sa này kia, cái đó kêu là rượu hết. Những cái chất gì mà làm cho người mình mất đi cái tinh thần tự chủ, mất đi những cái đầu óc sáng suốt, những cái tư tưởng thanh bạch đều kêu bằng rượu cả, hiểu không? Chứ không phải rượu là bia không đâu. Rồi cái mình đi uống cần sa không phải rượu, cái này cũng là rượu. Làm cho con người mê man đó, mê say cái bằng rượu. Rồi một vợ một chồng, này là cái giới luật của Phật. Tuy rằng mình có vợ chồng nhưng mà khi mình tu hành này mình cũng phải tiết dục bớt, ha. Nếu mà giảm chừng nào thì tốt chừng đó, cho cái lòng mình nó được thanh thoảng, cái sức lực của mình nó được dẻo dai, mình ngồi tu thiền nó lâu, mình nhập định nó thanh thoảng hơn, nó lâu hơn một chút, cái cảnh giới của mình nó cao hơn một chút, ha. Càng nhiều hành lý thì càng leo không có được cao, ha. Muốn leo cao thì hành lý phải bỏ bớt. Như mình muốn đi tàu thì mình chở bao nhiêu cũng được, nhưng mà muốn đi máy bay thì 20 kg thôi, hiểu chưa? Nó nặng quá là chở không được, rớt. Nặng thì phải đi tàu, đi xe lửa. Muốn mà đi máy bay cho mau thì hành lý phải bớt một chút, hiểu chưa? Như vậy đó, mình muốn lên cảnh giới cho cao thì mình phải bỏ bớt những cái cảnh phàm tục, những cái cảnh mà sát sanh hại vật, nói láo này kia nọ, đó phải bớt đi. Cái phần hành lý rất nặng, cái phần nghiệp chướng nặng nề đó là cái hành lý. Vậy thôi đó, còn gì nữa đâu. Thì bây giờ người ta nói cái điều kiện mà nói trước đi, rồi mới người nào mà thâu nhập được cái điều kiện đó thì mới ban, chứ đâu phải ngồi đây. Thì cô thì được rồi, nhưng mà còn nhiều người khác. Xin lỗi sư phụ. Được, để một chút mình phải chậm rãi chứ, phải tùy theo tá đại chúng. Chứ đây đâu phải có mình cô đâu. Nếu mình cô thì cô truyền lâu rồi, phải không? Còn có nhiều người khác chưa hiểu, phải nói cho đàng hoàng cho họ biết. Tại sao mình thấy có nhiều cái giới luật? Hay cô muốn nói gì vậy? Xin lỗi sư phụ, có một số người ta đứng ngoài, người ta không có dịp được hỏi câu hỏi. Có nộp mấy cái câu hỏi này bây giờ có thể cho họ hỏi không? Cho hỏi không? Dạ. Ok, cảm ơn. Tại sao vô không được hả? Ngoài còn đứng ngoài hả? Cần nhiều quá có. Vậy rồi nhưng mà hỏi vậy ngoài có nghe được không? Ok, bây giờ đọc câu hỏi. Có người hỏi hư không đại định là gì? Chà, cái này cái tiếng của ông nào vậy hả? Cái Phật giáo mình nó kêu là nhập cái định không đó mà. Chứ lúc đó không có tốt, không có xấu, không có người, không có ta đó, không có Phật, không có Bồ Tát, không có chúng sanh đó. Nó kêu là hư không đại định hết. Tại khái nó như vậy đó. Nên mỗi người kêu một cái tiếng khác nhau. Này chắc học với ông thầy nào đó hả?
Kinh Phật có nói cái định này không? Ừ. Câu kế tiếp là thế nào là tiểu liên quan và đại liên quan? Chà. Chồng này những danh từ hóc búa không à? Hả? Đại liên quan có nghĩa chắc là họ dùng danh từ khác đó mà. Nghĩa là cái Phật tánh của mình, cái đại ngã đó, hiểu không? Tiểu liên quan là cái tiểu ngã. Cũng như mình nói là mình là con, cũng như bây giờ mình nói như Thiên Chúa Giáo họ nói ha, như họ Thiên Chúa Giáo họ nói mình là con gái của Đức Chúa Trời vậy đó, thấy không? Đức Chúa Trời có nghĩa là như là đại ngã, hiểu không? Còn mình là tiểu ngã, nó như vậy đó, hiểu chưa? Michael Cross and Marco Cross, à Michael Marco, yeah, small and big. Cái đại ngã là cái Phật tánh của mình đó, nó bao hàm vũ trụ, nó thanh bạch, thông rộng, thông dung, an nhàn, đời đời kiếp kiếp không có vướng bụi trần ai. Tiểu ngã là cái mình tách ra một chút từ đến đó mình xuống đây, ha, mình không có còn kinh cái đó liên lạc với cái đó nữa, cho nên mình cô đơn, mình bực bội, mình đau khổ như vậy. Khi nào mình hai cái đó nhập lại đó, nó biến thành một như hồi xưa đó, thì mình sung sướng, lúc đó mình kêu mình thành Phật. Bây giờ nói một cái khoa học hơn là như thế này, cái đầu óc của mình đó, bây giờ khoa học họ đã chứng minh là mình chỉ dùng có 5% của cái đầu óc, cái thông minh của mình thôi, nhớ không? Có nghe chưa? Nghe cái này chưa? Đa số người ta chỉ dùng 5% của cái sự thông minh của mình, cái trí huệ của mình thôi. Cho nên bây giờ còn 95% á, chưa có dùng tới, cái bằng nó đứt đoạn nhớ cái này đâu, hiểu chưa? Mình dùng có một ít quá đi, cho nên mình không có đầy đủ trí huệ sáng suốt mà hiểu rõ tất cả những cái điều trong vũ trụ. Mình vô minh, mình làm những cái điều gì cũng không có được rành rẽ, mà mình không hiểu tại sao mình làm như vậy. Nếu mà mình dùng hết được 95% đó thì mình kêu bằng thành Phật đó, hiểu chưa? Thôi chứ không có gì mà thần bí cả, nói như vậy. Câu kế tiếp là cái đại ngã đó là lớn cái 100% đó, cái tiểu ngã là bây giờ mình dùng 5% đó, hiểu chưa? Tiểu liên quan là như vậy, đại liên quan là như vậy, theo ý tôi nghĩ là như vậy. Nếu có sai thì xin chỉ giáo ha. Câu kế tiếp là nguồn cội của con người từ đâu xuống? Rồi hỏi nữa. Hỏi mấy cái này mà tôi không trả lời được hết. Hồi xưa có một người hỏi Phật như vậy. Có một ông thầy tu á, hỏi hoài Phật không trả lời, ông giận quá. Bữa nay á, hỏi Phật một lần cuối cùng, Phật có nói hay là không? Không nói là tôi không có thèm tu với Phật nữa. Kêu bằng dứt áo ra đi đó. Phải nói con người từ đâu tới, tôi mới tiếp tục tôi tu với ngài, không thôi tôi không tin ngài nữa, không thèm tu ngài nữa. Phật cười. Phật có nói không? Không có nói thì tôi cũng không nói luôn. Đấy, mình học Phật mà phải y như một chứ, Phật làm sao mình làm vậy chứ. Con của Phật mà có hiếu đạo, có hiếu đạo. Không dám nói Phật chửi sao. Câu kế tiếp là có thể chứng minh hay thể nghiệm thần thông hay huyền năng siêu diệu của Bồ Tát hay không? Tôi đâu có thần thông gì đâu chứng minh. Có ai nói cô có thần thông đâu, tôi đâu nói tôi có thần thông đâu, biểu tôi chứng minh hả? Phật có biểu diễn thần thông không? Không thì tôi cũng không luôn. Đâu hồi nào thần thông gì, biểu diễn sao, làm sao đâu hả? Ai bay lên trời? Đâu có biểu diễn thần thông đâu. Có không? Các đệ tử biểu diễn chứ ngài không biểu diễn phải không? Này cô có biểu diễn cũng được nữa, muốn thấy cô bay cũng dễ lắm, làm đệ tử trước rồi mới thấy được. Thấy bây giờ tôi bay tôi đâu có dùng cái xác phàm này bay, tôi bay người ta tưởng con chim người ta bắn được sao? Như thế này nè, cô không phải là nói không có thần thông, nhưng mà thần thông của cô mắt phàm thấy không được, và cũng không phải dùng để biểu diễn cho quý vị coi như là bán thuốc cao đơn hoàn tán như vậy.
Nhưng mà dùng thần thông khi nào cần thiết mà thôi, hiểu chưa? Khi nào cần thiết, và những người nào có duyên để cho họ thấy một vài người thôi, nhưng nếu không có duyên cũng không có, không cần. Như quý vị thấy Đức Giêsu Kitô, Giêsu Kitô hả, thần thông rất là lớn, phải không? Người chết còn cứu sống lại được, người mù cũng làm cho sáng, người bệnh làm hết liền. Rồi sao, có ai tin ngài không? Đem đóng đinh liền, chết liền, tôi sợ hết hồn luôn, sợ hết hồn luôn. Làm đem quý vị đóng đinh sao? Thôi nói mình không có cho nó ăn an toàn ha, ăn ổn. À, khi nào mà mình học hành đàng hoàng đó, mình làm đồ đệ của một vị thầy mà chân chính đó, mình sẽ biết vị thầy đó có thần thông. Chứ họ không có dùng thần thông, họ họ câu mình đâu, đâu phải bán rẻ như vậy. À, đã đi lại tự dùng tiền máy bay mua lại ha, mua vé máy bay lại đây. À, học trò tôi nó cũng tự tổ chức hết, không có có quyên tiền của ai, không có lấy của quý vị một đồng một cắt nào, không có bắt buộc quý vị phải làm cho chúng tôi những cái gì. Rồi quý vị còn tin chứ không tin rồi còn ngồi đấy nói rẻ nói mắc, phải dùng thần thông đừng mua chuộc. Ai ai thôi đừng học, mà học chi mà khổ quá vậy hả? Học cứ mập mập gì cho tôi đâu, càng dậy càng ốm o chứ, học trò càng nhiều càng mệt mỏi ha. À, thì thôi đừng học ha. À, nếu không tin cô không có thần thông của người phàm phu nó đừng học, để nó khỏe. Ừ, khỏe cho tôi. Tại vì như thế này, thần thông mà đâu phải để dùng mà biểu diễn à, hiểu chưa? Nếu mà Giêsu Kitô dùng thần thông như vậy, người ta còn giết, còn bây giờ mình dùng thần thông chi? Những người nào mà ham thần thông đó là những người không biết đạo là cái gì. Đạo không phải là thần thông. Thần thông nó rất là vô thường, hiểu chưa? Mình có cái thân thể này mình mới có thần thông. Nếu mà thân thể chết đi, thần thông mất. Cái trí huệ đó mới là quan trọng. Cái trí huệ đời đời kiếp kiếp nó thức tỉnh. Mình chết đi nó vẫn còn thức tỉnh, nó dẫn dắt mình đi con đường tốt. Mình chết rồi, thần thông không có ăn nhậu gì. Như Đức Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất của Đức Phật. Mà cái khi mà nghiệp tới rồi, người ta đánh chết, người ta bỏ vào hầm phân, cũng không biết làm cái đường nào mà chạy trốn. Lúc đó thần thông cũng diệt luôn. Hả? Nhớ không? Thần thông không có ích lợi gì. Cho nên mình đi học Phật phải hiểu cái chánh pháp là cầu cái đạo, cầu cái trí huệ mà độc nhất vô nhị đó. Cái trí huệ cao thượng nhất đó, vô thượng trí đó nên cầu. Chứ còn những cái điều mà con nít làm đó, những hô phong hoán vọ này kia nọ đó, cái đó thì mình cũng có thể được. Nếu mình thành Phật rồi cái gì cũng có hết. Nói cho quý vị hay, Phật là thần thông đệ nhất, không có ai thần thông qua Phật cả. Nhưng mà ngài không có khoe khoang. À, khi nào đáng dùng ngài sẽ dùng. Thí dụ như có một vị hoàng hậu mà bị nhốt ở trong cung đó, quý vị nhớ không? Trong cái kinh mà Vô Lượng Thọ đó. Ê, bà Vidavi bị nhốt trong cung, rồi ngài dùng thần thông ngài bay vô đó đặng cứu cái vị đó. Cứu gì cũng phải, không phải đem cái thân thể nó ra, tại vì biết cái nghiệp của bà ở trong tù cho bà ở luôn. Nhưng mà đi vô đó cứu, xách bà đi lên trên nước Cực Lạc coi, đi du ngoạn chút cho nó đỡ buồn vậy đó, thấy không? Ừ, rồi từ đó về sau mình mới có cái kinh A Di Đà Phật Vô Lượng Thọ, bởi vì ngài đi vô trong tù dẫn cái vị đó đi lên, dẫn cái thần thức của vị đó đi lên nước Cực Lạc mà coi. Cái đó mới là thần thông chính đáng. À, chứ không phải ở đây dùng qua tay qua chân hú la hú la bộ, cái gì con cò xanh nhảy quanh hòn đá. Cái đó không phải là phong độ của một vị Phật. Ừ, cái đó là những người kêu bằng cái gì, làm ma thuật đó, có thể làm được rồi, gì phải hỏi Phật mất công. Ừ, đi mấy cái đám xiệc đó coi thần thông nhiều. Ừ, còn muốn bay dễ lắm, tập khinh công á, tập khinh công như những người Tàu hồi xưa đó, hoặc là những ông lạ ma bên Tây Tạng đó. Tại vì cái xứ của người ta không có giao thông mà, hoặc cái ngày xưa giao thông không có phương tiện giao thông đó, không có tiện lợi, cho nên người ta phải học những cái pháp đó. Người ta nhảy cho nó lẹ, bay cho nó mau. Nước nó đã xa mà, đi tin tức nó khó, thành ra phải học những cái pháp phụ đó, chứ cái đó không phải là pháp chính. Bây giờ mình có máy bay rồi, học mấy cái đó lạnh chết. Câu kế tiếp là Phật vô danh hay hữu danh? Có vô danh mà có hữu danh. Hả? Muốn vô thì vô, muốn hữu thì hữu. Phật cái gì cũng có hết mà, Phật làm gì cũng được hết. Chứ
chứ không phải Phật chỉ có làm vô không mà không có làm hữu. Như vậy là thiên thiên vị một bên, ha. Nếu Phật có hữu không mà không có vô thì cũng không tốt. Tùy theo chúng sanh muốn cái gì, Phật pháp phải hiện ra vô biên để cho mãn mãn ý chúng sanh như vậy. Okay, câu kế tiếp là đạo khả đạo phi thường đạo làm sao áp dụng? The key of instant enlightenment, tức là tức khắc khai ngộ. Đạo khả đạo phi thường đạo, cho nên khi truyền đạo cô đâu có nói gì đâu, cô đã nói rồi, bởi vậy nó mới kêu bằng bất khả đạo, phải không? Không thể nói được mà, nhưng mà chỉ truyền được thôi. Cho nên cô không có dùng ngôn ngữ mà truyền đạo là như vậy. Cái lúc cô nói như vậy không phải là truyền đạo à? Bây giờ không phải truyền đạo đâu. Truyền đạo là khi nào mình không có nói nè. Cái lúc truyền pháp đó im lặng hết. Có nói chăng á là nói cái những giới thiệu những cái cảnh giới thôi ha. Thí dụ như nó một lúc nữa cô truyền pháp rồi, cô sẽ thấy những cái gì, cô đi qua những cảnh giới nào thì cô biết những cái trình độ của cô nó như thế nào, gặp Phật thì làm sao, gặp ma làm sao, thí dụ vậy đó. Hiểu chưa? Nói chăng là nói những cái đó thôi, chứ còn cái pháp đâu có nói. Cho nên mới kêu đạo khả đạo vô thường đạo đó. Tao khở tao ủ chẳng tao, miễn khả miễn, miễn khở miễn ủ chẳng miễn, danh khả danh vô thường danh. Cái danh mà danh hiệu thiệt đó, kêu bằng cái chân lý đó, không thể nào mình diễn tả ra được. Kêu bằng danh là như vậy đó. Hiểu chưa? Danh là cái danh thiệt đó, cái tiếng thiệt đó, cái chân lý đó, nói không có được. Cái đạo thì cũng không thể bày tỏ được, chỉ được truyền thôi. Thì đúng rồi. Nhưng mà nếu mà kêu bằng đạo bất khả đạo, nên là không có nói gì được, mà cũng không có truyền gì được, mà cũng không có lấy gì được, thì làm sao mà có khai ngộ, làm sao có Phật, làm sao có người thành đạo, phải không? Có, nhưng mà không, hiểu chưa? Không có nghĩa là không có những cái hình thức, những cái ngôn ngữ như những người phàm phu của mình, nhưng mà có là có trong cái đạo, có trong cái vô tướng, hiểu chưa? Chứ không phải không có gì cũng không không hết, thì thôi đừng tu, tu như vậy mất vốn, hiểu không? Không có lợi lãi gì hết. Bằng em mình còn có cái này còn đỡ hơn chút, tu ngồi cái không hết trơn, gì cũng không nói, rồi không đạo, rồi không tướng, rồi không lời, không ngộ, không đốn ngộ, không kiến ngộ, cái gì cũng không có hết. Thôi dẹp. Okay, trong vũ trụ vô biên có nhiều hành tinh, có hành tinh nào có sự sống, có người hay không? Hình thù có giống người trên trái đất của ta hay không? Có. Có nhiều hành tinh có người giống y như mình. Có nhiều hành tinh có người khác như mình. Vũ trụ có rất nhiều cây kêu vận kỳ quan khác nhau ha. Nếu mình muốn đi thăm cái đó cũng dễ. Tu pháp môn Quan Âm rồi mai mốt bay đi đâu tùy. Sự chấm dứt của không gian bên kia là gì? Cái gì? Bên kia cái chấm dứt của không gian là gì? Nó không gian khác. Nhưng mà cái không gian ở bên đó nó không có như cái sự tưởng tượng của không gian bên này mà thôi. Hiểu chưa? Cũng như mình ở cái nước Phi Châu đó, đó là một cái quốc gia phải không? Bây giờ mình đi qua khỏi Phi Châu, mình đi qua gặp ở biên, qua khỏi biên á, mình đi gặp cái nước khác. Hả? Thì là cái nước khác, nhưng mà cái nước đó nó không có giống như Phi Châu, hiểu không? Cái giáp giới luật nó cũng khác, cái trình độ văn minh nó khác, có nhiều cái máy móc kỳ lạ mà người Phi Châu bộ lạc không bao giờ biết được. Nó khác hơn chút vậy thôi. Okay. Xin sư cô cho biết về quan niệm tam tịnh nhục của Nam Tông Phật giáo. Thọ nhục với ba điều: mắt không thì sợ giết, tai không nghe tiếng kêu la, ý không nghi. Cái này thì cô không dám có cái gì kêu bằng cái gì opinion là cái gì hả? Tiếng Việt Nam kêu bằng gì quên. Ý kiến hả? Cô không dám có ý kiến riêng tư, nhưng mà cô xin trích một đoạn kinh Lăng Nghiêm cho quý vị biết cái ý kiến của Phật như thế nào. Ý kiến của ông nó có giá trị hơn. Ý kiến của cô mới có lên vô thượng sư đã bị người ta muốn đuổi xuống rồi. Không dám nói. Vì mình nói ý kiến của Phật chắc ăn. Ý kiến của Phật như thế này. Như thế này. Trong cái cuốn sách nhỏ nhỏ của cô đó có viết rõ ràng. Tiếng Việt cũng có cái bằng tại sao ta ăn chay đó. Trong đó cô có viết rõ ràng, trích nhiều đoạn kinh rõ rồi. Nhưng mà bây giờ nói tiếp một lần nữa cho nghe cho nó rõ ràng. Để nhiều khi mình đọc qua rồi không có hiểu. Như thế này nè. Phật nói vậy nè. Trước khi kia đó, có nhiều vị tỳ kheo mới nhập đạo, mới lại với Phật đó. Rồi có nhiều khi họ, cái nước của họ không có đồ đạc ăn uống đầy đủ đó.
nhiều khi cái nước cái bằng sa mạc hoặc là những cái xứ mà tuyết rơi nhiều không có thực vật đó, cho nên Phật tạm thời cho họ ăn tam tịnh nhục. Hoặc là nhiều khi Phật dùng thần thông biến hóa thịt cho những người đó ăn tạm, cho người ta tạm thời giải cái sự đói khát, rồi sau đó lần lần sẽ dạy cho họ. Rồi nhưng mà Phật nói rằng kể từ hôm nay ta cấm tất cả các loại thịt, không cho bất cứ một người nào ăn thịt nữa, hoặc là tam tịnh nhục hay là tứ tịnh nhục cũng không cho hết. Phật nói kể từ hôm nay người nào ăn thịt không phải là đệ tử của ta. Ăn thịt không thể thành Phật được, mà chỉ thành ma vương mà thôi. Đó là kinh Lăng Nghiêm nói rõ ràng. Nếu không tin cô về nhà đọc lại. Đó là ý kiến của Phật ha. Còn ý kiến cô thôi khỏi nói, khỏi nói. Hoàn toàn đồng ý với Phật. Chỗ này hỏi đi, hỏi đi. Thật sự Phật có độ hay cứu được ai không? Làm cách nào để chứng nghiệm hay kiểm chứng sự cứu độ này? Độ được chứ. Thí dụ như hồi Phật còn tại thế đó, Phật độ rất nhiều người thành quả A-la-hán, thành Bồ-Tát. Khi mà mình thành Bồ-Tát, thành A-la-hán, mình biết chứ. Biết nhưng mà không biết, hiểu không? Không biết nhưng mà biết. Cái này nó hơi khó giải thích, nhưng mà nó sự thật nó là như vậy đó. Mình thành Phật rồi mình biết nhưng mà mình không biết, không biết nhưng mà biết. Rất là rõ ràng. Rõ ràng nhưng mà không rõ ràng. Không rõ ràng là đối với đầu óc phàm phu không có gì rõ ràng để chứng minh. Rõ ràng là đối với Phật tánh rất là minh bạch. Hiểu chưa? Bây giờ muốn chứng minh thì dễ lắm. Thí dụ như cô nói là theo học của cô rồi 5-6 đời sẽ siêu thăng ha. Không phải một người học thôi mà những người kia đều siêu thăng. Siêu thăng và thành Phật khác nhau, hiểu chưa? Cái người tu hành đó thì thành Phật hoặc là thành Bồ Tát hoặc là A-la-hán hoặc là tu Đà Hoằng. Nhưng những cái người bà con dòng họ của người đó 5-6 đời trước kia chết đi đó, hoặc là 5-6 đời vị lai đó, thì được siêu thăng mà thôi, hiểu chưa? Siêu thăng có nghĩa là có thể đi thiên đàng có thể lên cực lạc, nhưng mà hạ phẩm hạ sanh đó, hiểu chưa? Lâu lắm rồi mới được lên tu hành thành Phật, nó khác. Còn mình tu ở dưới này, ở đây mình tu trực tiếp, mình là thành Phật liền cũng được nữa. Nếu mà cái quả của mình nó mà cao như vậy, hoặc là cái phúc đức của mình nó như vậy, hoặc là cái thành tâm, hoặc là cái sự kiên trì của mình nó đầy đủ, mình thành Phật liền đời này. Hoặc là mình thành, ít nhất thành Bồ Tát, hiểu chưa? A-la-hán. Còn những người mà bà con với mình đó, nhờ cái phước đức của mình siêu thăng. Bây giờ hỏi sao cô chứng minh được những cái này? Ấy, mình tu mình biết chứ. Thí dụ như theo cô tu nói thế nào thành Phật thành Bồ Tát thì tới chừng đó biết chứ. Đâu phải cô nói gạt đời đời kiếp kiếp được đâu. Thí dụ mình tu gạt cô, gạt quý vị, gạt tuần hai tuần, năm hai năm chứ đâu gạt hoài được. Thấy không? Có nhiều học trò học với cô 6-7-8 năm rồi. Nó càng ngày nó càng cao nó biết chứ. Rồi nhiều khi mình tu rồi mình có thấy được bà con dòng họ của mình siêu thăng chứ. Dùng mắt huệ thấy chứ. Cái đó chứng minh đàng hoàng, cũng như ngoài đời mình chứng minh được ông nào có tiền thấy cái nhà hàng của ông, cái check, cái băng nó có bảo chứng, mình biết chứ. Người nào không có tiền mình biết chứ. Thấy không? Gạt hoài đâu có được. Còn ở bên trong đó, cái chứng nghiệm bên trong nó cũng có đàng hoàng chứ. Đâu phải nói sao muốn nói sao nói đâu. Nói mà không có sao được. Nói gì có này, hiểu chưa? Chứng minh đàng hoàng hết. Mình đi tu với cô nói cái gì là có cái nấy. Rõ ràng, thấy rõ ràng, biết rõ ràng. Chứ không phải cô bắt kêu bằng tin mù á. Ta nói cái gì những người phải tin cái đó. Không phải, thấy rõ ràng mới tin, hiểu chưa? Nhưng mà phải đi tu với cô mới thấy được. Chứ giờ không tu mắt mũi mù mịt thấy gì đâu. Thấy không? Phải để cho cô có cái cơ hội mà mở dùm con mắt huệ của mình ra, mở dùm cái lỗ tai của mình ra, mình mới nghe, mình mới thấy. Bây giờ là đuôi là điếc, hiểu chưa? Thấy cái chút xíu vậy thôi, ở đây thấy tới bên kia là hết rồi, ở đây nghe tới bên đó là chấm dứt. Còn cái thấy cái nghe của cái người mà chứng đạo là thấy tới thiên đàng địa ngục á, nghe tới Phật cảnh, nghe tới nhân gian, cái gì cũng nghe được hết, hiểu chưa? Biến thành Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả chúng sanh nào kêu cứu ở đâu ngài nghe cũng được hết. Cái đó kêu bằng nhãn thông, cái gì nhĩ căn duyện thông, viên thông đó, hiểu chưa? Viên thông là tròn đầy, ở đâu cũng nghe được, không có cái gì kêu bằng khuyết lậu đó, kêu bằng viên thông.
chứng minh được chứ, không chứng minh được, nhưng mà phải đi tu với cô mới chứng được. Thí dụ như bây giờ cô nói với quý vị ha, tôi là một người thầy dạy tiếng Anh rất tốt, à tôi biết nói tiếng Anh giỏi lắm, tôi có cái bằng ở bên Oxford, ha, Harvard University, nhưng mà mình mù, mình đâu có biết chữ tiếng Anh đâu, mình đọc như đọc cái gì, phải không? Thí dụ cô đưa cái bằng ra coi, quý vị cũng đâu có biết. Nếu mà mình không biết tiếng Anh, hồi đó tới giờ mình nói tiếng Tàu không, mình nói coi tiếng Tàu không, bây giờ cô đưa cái bằng tiếng Anh ra đâu có ăn nhậu gì với quý vị đâu, quý vị cũng chưa có tin được đâu. Thôi thì bây giờ tạm tin ổng đi, lại học với ổng 2-3 ngày à, nói được tiếng Anh rồi đi ra ngoài kia nói với hai ba ông Mỹ nó hiểu, có biết là đúng là ông thầy tôi biết nói tiếng Anh rồi ha, hiểu chưa? Rồi cái kiếm mấy cái ông mà cao đẳng mà giáo sư đó lại coi cái bằng của ông thầy mình, ổng mới biết được cái bằng của ông thầy mình là cái bằng tốt. Mình học trò chưa có học được cái gì hết, tiếng Anh cũng chưa hiểu, coi cái bằng cao đẳng cũng chẳng biết cái gì hết, như là miếng giấy lộn mà thôi, hiểu chưa? Ừ, thật ra muốn chứng minh vị nào là Phật mình phải ra học cái vị đó. Nhưng mà nói cho quý vị biết, người nào mà không thành Phật á, mà nói là thành Phật á, ở rớt địa ngục à, không có đứng nói láo. Ừ, tu hành nói láo làm chi vậy? Hả? Không thành thì nó không thành, thành nói thành chứ. Cũng như mình đi học bác sĩ, mình thành rồi mình nói tu bác sĩ, chứ có gì đâu mà phải cao ngạo gì đâu. Mình học Phật để thành Phật chứ không thành Phật thành ma à? Hả? Học Phật phải thành Phật, bởi vì mới kêu học Phật mà. Cũng như học tiếng Anh phải biết nói tiếng Anh mới kêu học tiếng Anh, phải không? Thành ra có nhiều người không có tin là mình có thể thành Phật, không tin có nhiều vị Phật Bồ Tát, rất thiệt là kỳ cục. Học Phật không thành Phật, cái thành cái gì này? Như vậy là Phật nói láo à? Phật nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Là chừng nào thành vậy? Phải không? Phật nói một đời có thể thành Phật, như vậy Phật nói láo sao? Không, Ngài nói thiệt. Chỉ mình đi không đúng đường, mình đi trật. Ừ. À, học tiếng Anh có thể trở thành giáo sư tiếng Anh, nhưng mà mình phải học đúng ông thầy. Mình đi học tiếng Pháp thì nó trật rồi, hiểu chưa? Ừ. Cho nên thành Phật là một điều, thành Phật và khai ngộ là một điều rất là tự nhiên, không có gì mà thần bí, hoặc là không có gì mà kêu bằng câu vời mà không có tới được hết á. Nhưng mà ít người thành Phật, nói cho đúng thì thiệt, ít người thành. Tại sao? Tại vì mình quen ăn uống, mình quen kêu bằng cái gì? Chơi bời đó, mình quen những cái nếp sống trần gian rồi, bỏ nó khó, nhưng mà bỏ nó cũng hơi lưu luyến, dòm tới dòm lui hoài. Tại nó, cái đẳng cấp của mình nó cứ bị đứng như vậy, nó không có lên lẹ. Còn Phật cái ngày bỏ là cứ bỏ cái rột, bỏ hết, đi liền. Ừ, thấy không? Còn mình bỏ nữa thôi, bữa nay bỏ mai dòm lại một chút. thử lại một chút, rồi cái mình tạo cái lý do mình nói, Phật ơi con phàm phu mà bữa nay tu vậy, mai tu thôi tha thứ cho con, rồi mai tiếp tục tu nữa. Cứ vậy hoài, thành ra ít có người thành Phật nó lẹ, chứ không phải là không có thể thành Phật, hiểu chưa? Khó có khống trị được mình đó. Người nào khống trị được mình là người thành công nhất thế giới mà. Như vậy đó, Phật là một người thành công nhất thế giới, và khống trị được cái tham sân si của mình, những cái đòi hỏi thể xác của mình. Nhưng mà mình tu Pháp Quán Âm rồi thì nhiều khi những cái đòi hỏi thể xác đó nó tự động giảm bớt, tại vì cái Phật lực đó nó làm cho cái tinh thần mình nó mãn trụ, mãn túc rồi, nó đầy đủ, cho nên mình ít có đòi hỏi những cái sự mà trần gian, những cái nhục lạc của trần gian nữa. Cũng như con nít á, cái lúc mà nó được cho bú vú mẹ, hoặc là cho bú nấm vú mà thiệt có sữa đó, cái nó không có đòi cái nấm dạ nữa, mà nó không có khóc nữa. Nhưng mà khi mình không có cho nó cái đó rồi, cho tạm cái nấm dạ, hiểu chưa? Vậy đó, có nấm thiệt chứ khỏi à, nó khỏi cái đòi cái kia rồi. Thành ra cũng mình tu hành Pháp Quán Âm cũng như vậy, mình dùng cái Phật tánh của mình à, soi sáng những cái tối tâm của cái tâm hồn của mình, đó là mình sửa chữa nó lại. Mình làm cho tất cả đều sáng lên, thì những cái tối tâm, những cái nơi tối tâm đó, côn trùng ma quỷ không có nơi ẩn nấp nữa, nó đi hết. Ây da, nói nhiều quá vậy. Còn hai câu nữa. Trắng không nghe trắng không? Con xin hỏi, tất cả người Phật đều độ được, nhưng nhất xiển đề thì Phật không độ được, xin sư cô giảng cho con. Nhất xiển đề là sao biết không? Không biết à? Hoàn toàn không tin Phật á, hiểu chưa?
không tin thì sao độ? Hiểu chưa? Thí dụ như bây giờ cô nói thí dụ ha, thí dụ thôi ha, đừng chửi ha, đừng la lối sầm ha. Thí dụ cô nói tu Phật ra ha, lại đây, lại đây cô độ thế nào cũng thành Phật, thế nào cũng được giải thoát luân hồi. Mấy người nói xí Phật gì cô hả, ai tin cô, rồi đi mất tiêu, nhất định là độ không được rồi, hiểu không? Người nào tin tưởng ở lại mới biết cô có những cái gì quý báu, chứ mới nói một câu chạy mất rồi sao mà độ được. Hiểu chưa? Thí dụ nó như vậy đó, nhắc xiển đề là như vậy, không có một cái chút nào tin tưởng cả. Nhưng mà nếu có một chút tin tưởng, tuy là không tu hành với vị Phật đó, cầu nguyện Phật đó, nếu khi chết Phật cũng độ như thường, kêu bằng cái phẩm giới rất là thấp thôi, hiểu không? Nghiệp nặng đó, kêu bằng tái nghiệp vãng sanh đó, hiểu chưa? À, sinh là hạ phẩm, hạ sanh đó, như cái đứng ở ngoài thành của Phật đó, nhưng mà còn đỡ hơn là đứng ở dưới cái bùn lầy hoặc là đứng ở trong cái địa ngục. À, tin tưởng một vị nào là một vị Phật sống, mình cầu nguyện vị đó, khi chết họ lại rước mình đi, hoặc là bảo đảm cho mình khỏi bị những cái thoát khỏi những cái cảnh giới đau khổ đó. À, vậy cũng tốt. Nhưng mà tốt hơn hết là mình nên tu cái đường của con Phật, của Phật đi, rằng là mình trở thành con của Phật hoặc là trở thành Bồ Tát, mình giúp cho mình, giúp cho 5, 6, 9 đời được siêu thoát, và mình giúp cho những người xung quanh được nhờ cái ân điển của mình họ cũng được tốt nữa. Hiểu chưa? Người nào đến với mình đều được siêu thoát, đều được sung sướng, được giảm bớt những đau khổ, giảm bớt tai nạn. Đó là cách mình độ chúng sanh, nhưng mà không độ, hiểu chưa? Dạ, bắt đợi chút ha, bắt viết ra đi. Hay là đợi chút. Bạch sư cô, chúng con muốn học đạo với cô, xin cho biết bao giờ và ở đâu. Muốn học liền hả? Trời mệt quá vậy. Tối nay cô còn phải nói phải đi dẫn kinh nữa, rồi ngày mai phải truyền đạo nữa. Ngày mai truyền hết hay là muốn bữa nay truyền? Mai hả? Hôm nay hả? Lập tức khai ngộ hả? Để coi thì ở đây có phòng không? Dạ có, nếu mà tất cả quý vị nếu ai muốn xin rồi, truyền tâm ấn thì sẽ có. Mấy giờ rồi, Bây giờ 1:15. Có kịp không? Dạ. Tại vì tối nay có thể không kịp. Không kịp hả? Ngày mai nguyên ngày nếu mà quý vị tối nay cô còn phải đi giảng kinh. 1 giờ hả? Kịp hả? Tại vì bây giờ đó có những người ở khách sạn này, người ta sắp sửa mang đồ ăn tới đó, phải còn phải ăn nữa thôi nè. Dạ. Trời đất ơi, sao mà lúc này là kêu về quay mang sư phụ, nếu mà mướn phòng ở đây mướn phòng mà không ăn không cho mướn này, coi vậy đó. Còn phải trả tiền mướn phòng, còn phải trả tiền ăn nữa, họ mới cho mình mướn phòng, cái gì mà kỳ cục. Và những đồ này đồ chay chứ không phải đồ mặn. Đồ chay, không biết nó làm đồ chay bằng cái gì. Salad bà. Salad. Rồi bây giờ ăn nữa thì ít nhất cũng tới 2 giờ. Rồi cái điền giấy điền tờ vô như cũng 3 giờ. 3 giờ rồi cái truyền tới 5 giờ, sợ không kịp quá. Dạ sư phụ, ngày mai thì có nguyên ngày nếu mà ai. Dạ nguyên ngày như vậy được không? Dạ. Không ở. Hả? Ở khách sạn. Ngày mai đi làm hả? Ok, những quý vị đợi chút. Những quý vị mà ngày mai mà muốn xin truyền tâm ấn cũng có một cái địa chỉ là ở Westwood Marquis Hotel, ngay cạnh trường UCLA. Sẽ có bản đồ ở ngoài đó nếu quý vị muốn tới. Người nào mà thôi bây giờ để đợi anh đáp đi. Thôi bây giờ còn hỏi gì nữa không? Nếu bây giờ truyền gấp rút quá vậy rồi làm sao à? Quý vị im lặng giùm. Trời ơi, vẫn đã nói rồi. Thí dụ chưa ăn chay được thì thôi dẹp. Đúng như vậy. Muốn học đại học nó khác với tiểu học, hiểu chưa? Muốn đi máy bay thì tiền phải mất hơn chút, chứ không phải nói tôi không có tiền mà tôi cũng muốn đi máy bay nữa, được không? Không được. Chơi trường
muốn dứt nợ trần gian mà không ăn chay trường sao được hả? Sao đi học gì? Thì đi làm đi, ăn chay trường có sao đâu. Học trò tôi nó mấy vạn người, nó đều là người như quý vị hết. Có người là bác sĩ, kỹ sư, rồi mấy ông đại quan, quan lớn, quan nhỏ, cảnh sát gì đâu cũng ăn chay hết, đâu có sao đâu. Chết chóc gì đâu. Hồi xưa cô chưa đi cạo đầu cô cũng ăn chay vậy. Hồi xưa con làm như quý vị còn là người tại gia ăn chay đó. Ông chồng tôi cũng là bác sĩ, tôi cũng làm việc Hồng Thập Tự, đâu phải tôi mỗi ngày tôi ngồi bó gối vậy đâu để có ăn chay được. Nếu mình muốn giải thoát luân hồi sanh tử thì mình phải có một cái lòng từ bi, thương xót chúng sanh bị đau khổ, cắt thịt nó cũng y như cắt thịt mình như vậy mới lên cõi Phật được, hiểu chưa? Cõi Phật, quý vị im lặng nè. Nếu quý vị nói thì tôi không nói à. Đây tôi phải nghe. Có người nói người nghe chứ, hai người nói hết sao được. Như thế này nè, nếu mà mình á muốn lên cõi Phật á, cái cõi đó nó khác với cõi mình, hiểu chưa? Cái cõi đó nó không có giết chóc, phải thương yêu lẫn nhau, mọi người đều thanh tịnh hết. Nếu mình mang cái nghiệp sát của mình lên đó, cái mình còn cái lòng háo sắc, hiểu không? Chưa có đủ từ bi thì không có sống nổi trên đó đâu, hiểu chưa? Cũng như nước Mỹ, cái luật lệ nó khác với nước Việt Nam. Qua đây không có giống như bên Cộng sản, chưa? Qua đây Cộng sản, qua đây đâu có được. Cộng sản ở bên đó chứ, Cộng sản qua đây đâu có sống nổi. Khác hết rồi. Qua đây là phải biến thành một người tự do. Biến thành khai phóng như vậy, sống y như người Mỹ. Cái chế độ họ làm sao mình sống y như vậy, mình biến thành người vậy mới được. Có cây, kiêng được càng tốt. Không sao, không sao, cái đó không sao. Cái đó không sao, cái đó không sao. Sao? Lỡ cái gì? Nhưng mà lỡ hoài vậy? Sao lại phạm giới được? Hả? Bây giờ tôi nói cho cô nghe hả? Đừng có đem cái Phật Pháp ra làm chuyện đùa. Thí dụ mình vô tình thì không nói làm chi. Chứ mà phạm giới thì sao kêu mình vô tình được? Phạm giới có nghĩa là cố ý. Vô tình mình đạp côn trùng, cái đó không phải là phạm giới. Nhưng mà mình cũng có cái nhân quả, nhưng mà mình không phải cố ý phạm giới. Cái sự cố ý phạm nó khác, hiểu chưa? Nhiều khi mình trong cái tòa án đó, cái cố sát và cái gì? Cố sát và gì đó, ngộ sát nó khác. Cái án nó khác nhau rất nhiều. Còn như thí dụ như bây giờ mình chưa có nói cho cô nghe, thí dụ mình cô chưa có cưới chồng của cô à, rồi cái cô nói anh à, tôi rất thương anh nhưng mà rủi rủi cưới nhau rồi mai mốt tôi thương người khác được không? Như vậy cái hôn nhân của mình nó còn tốt đẹp không? Như vậy thôi dẹp, chưa cưới mà đã có cái tâm hồn nó thôi dẹp, phải không? Mấy cái chuyện vợ chồng là cái chuyện phàm tục, cái chuyện nó không có 100 năm thôi mà nó còn nghiêm trọng tới như vậy. Huống chi là muốn thành Phật mà đứng đó rỡ cái này lỡ kia lỡ hoài, anh đắp đi cho rồi. Cha em muốn giỡn mặt với Phật mà. Còn gì nữa không? Còn hỏi, tiếp tục hỏi. Nam chịu nhiều đau khổ nhất là người Việt hiện còn ở nước Việt. Kính thưa Thượng Sư, có nghĩ đến giải pháp nào để giúp những người lại có may mắn được nghe hoặc gặp Thượng Sư để nghe những lời thuyết giảng? Người Việt Nam hả? Ở bên đó hả? Còn ở nước Việt Nam, yes. Làm sao về được? Về cũng được, nhưng mà Cộng sản đâu cho cô nói gì đâu, về cũng mất công. Về bên đó cuộc sống là hay lắm á, hiểu chưa? Về bên đó nói năng gì được đâu. Cô đi qua bên Đại Lục có người mời đó, mà qua đó cũng chẳng nói năng gì được hết. Đi đâu cũng có công an đi kè kè, cảnh sát đi kè kè bên. Họ kêu họ đi bảo hộ mình, hiểu chưa? Họ bảo hộ thì muốn nghẹt thở. Nói động chút cái nói, cứ nói vậy không được. Đi con việc đi ở đó không được. Muốn nghẹt thở bảo hộ quá sức tưởng tượng. Rất là an toàn. Không có động đậy gì được, không cười quay gì được hết. Mà không có ai được lại gần hết. Phật tử tín đồ thấy ra cũng sợ luôn. Mấy người xuất gia muốn lại gần cô học hỏi, sợ mấy thấy mấy ông gần công an cái chạy mất tiêu. Bảo hộ tới mức tối đa như vậy đó. Anh nói gì Việt Nam chắc cũng được bảo hộ cỡ đó đó. Thằng con dám về. Không phải không dám là về có đối giúp ích gì được đâu, hiểu không? Phải tùy thuộc theo họ, luồn cuối theo họ, mất cái phong độ của người anh hùng. Không thích.
Mình ở sự tự do, nó động chân động tay quen rồi, vì nó bó, chịu sao nổi. Rồi chịu không nổi rồi nói nó quịch tẹt ra rồi cũng mất công nữa. Còn mất công nữa, rồi mai mốt bên này nó muốn coi, muốn gặp cô cũng càng khó thêm nữa, hiểu chưa? Nó quịch tẹt ra cái bị bên đó là nhốt lại rồi. Qua bên này, bên đó thì cũng không cứu được gì mà bên này còn mất thêm nữa. Cũng không về được gặp nhau nữa, hiểu chưa? Thôi độ người tự do trước đi. Tự do sung sướng vậy mà độ còn không nổi, khổ nói thì sao nghe cho vô. Cô đi qua Hồng Kông hả? Thăm mấy cái trại mà trại cấm người tị nạn đó, cô không có nói pháp gì trơn. Cô đứng ngồi khóc ròng à, dùng nước mắt mà rửa những cái đau khổ của họ. Nói sao nghe không vô. Nói họ cái nói có trời có Phật làm sao bắt tôi như vậy. Họ đâu có nghĩ rằng cái nhân quả của họ đau khổ quá rồi, cái lòng nó khép lại rồi, hiểu chưa? Nói nghe không có nổi đâu. Có cái lòng than oán thôi chứ không có cái lòng khiêm nhường, hiểu chưa? Đau khổ quá mức rồi, bực bội rồi, bị nhốt hoài, không muốn thèm nghe gì nữa hết. Thành ra cô tới đâu có giảng gì đâu, đứng khóc. Ở trong có cái kẽm gai, cái gì? Không phải kẽm gai, có cái hàng rào mà mắc chuồng đó, phải không? Nó như vậy nè, không? Lưới đó. Rồi đó, mấy người đưa tay ra, cô ở ngoài cứ đập tay vô như vậy đó, cứ đi vậy thôi. Được khóc rồi, nó nói năng gì? Đâu phải gặp người nào cũng nói đâu, đâu phải cô ham nói. Coi cái cảnh chứ. Thành ra đi về Việt Nam cũng đâu có nói năng gì được đâu, phải không? Cộng sản cứ kêu bằng phái người kè kè bên nó nói gì. Thưa sư cô, con hơi thắc mắc về câu nói của sư cô là đối với Việt Cộng mình phải dùng biện pháp khác ngoài sự đánh nhau. Theo con nghĩ nếu mình không đánh Việt Cộng thì đất nước Việt Nam không khi nào có tự do được. Cô sợ đánh nhau rồi mình chết chóc nhiều đó. 30 năm đánh không được rồi mà chết biết bao nhiêu người đó. Sợ mình càng đánh nữa thì dân tộc mình càng lầm than thêm, anh em bà con mình chết thêm. Đó, mình đánh thắng nó rồi mai mốt nó lùi lại, mai mốt lại đánh mình nữa, đánh tới đánh lui đánh hoài. Tức là cô dùng cái đạo lý nhà Phật mà nói đó. Nhưng mà quý vị là người những người anh hùng mà, thì quý vị làm việc của quý vị mà, hiểu không? Cô là người tu hành, cô không thể đứng đây mà cô cổ động chiến tranh và cổ động quý vị đi đánh nhau, hiểu không? Đối với cái người tu hành không có thể nói được như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là cô phản đối những người anh hùng bị quốc vong thân, hiểu chưa? Mỗi người có một cái bổn phận trách nhiệm riêng. Nếu quý vị nghĩ rằng làm như vậy đối với quốc gia có lợi ích thì quý vị cứ tự nhiên. Nhưng mà không có bắt cô cổ động đánh nhau không được. Không có vị Phật nào làm như vậy được, không có vị tu hành nào nói như vậy được. Theo con nghĩ thì ở nơi nước tự do này việc tu hành càng khó hơn vì vật chất quá đầy đủ. Cho nên con người dễ bị cám dỗ hơn khi ở Việt Nam. Vật chất làm cho con người ta mê muội và quên tu hành. Vậy hả? Như vậy là đâu có phải, như vậy là mình đối với mình không có tự trọng rồi. Con người mình có trí huệ chứ, đâu có phải vật chất làm cho mãn túc cái tinh thần của mình được đâu. Bằng chứng là người Việt Nam qua bên Mỹ đời sống rất là phong phú, nhưng mà vẫn nhớ tiếng Việt Nam, vẫn đọc sách Việt Nam, gặp người Việt Nam nói chuyện lèo, phải không? Đâu có người nào cũng biến thành Mỹ đâu, đâu phải người nào cũng ham cái vật chất rồi quên đi những cái đau thương của người Việt đâu. Đồng có, đâu có thấy ai quên đâu, vẫn nhớ quê hương như thường. Có nghĩa là cái vật chất không có đủ cái lực lượng để mà đàn áp cái tinh thần của mình. Không phải vậy đâu. Nghĩ một chút, nếu quý vị suy nghĩ một chút, cái sẽ thấy nó khác. Mặc dù mình có tinh thần đầy đủ, nhưng mà có khi nào mình quên quê hương không? Có quên không? Quên nổi cái nhục không? Quên nổi không? Không quên. Quên được cái đau thương của đất nước không? Không quên. Cho nên gửi tiền, gửi bạc, gửi đồ, gửi đạc, gửi tình thương, gửi thơ, gửi từ, về viết thơ, viết thư, viết thơ đó, khóc lóc. Lưu vong này kia nọ đó, đầy giấy hết. Báo chí không có ngày nào không nói cái chuyện quê hương. Không có một vị thi sĩ nào mà không viết về quê hương. Không có một văn sĩ nào không viết về quê hương. Không có một cái báo nào không đã động tới quê hương, phải không? Động tới cái nào mà nói tới Việt Nam là viết liền. Viết 3-4 trang, viết hoài viết không hết. Mười mấy năm là vẫn còn cứ viết tiếng Việt nào, viết về Việt Nam. Có nghĩa là cái vật chất đâu có đủ làm cho mình mù quáng tới mức vậy đâu. Không có đâu, không có đâu.
Hãy tu được như thường. Bây giờ vật chất đầy đủ, mình tu càng sung sướng, không có bị đàn áp tinh thần, không có bị ai khủng bố mình, không có sợ ai mà dòm coi cái mình tu làm sao, rồi tới đó bắt bẻ mình, phải không? Nhưng càng nên tu hành chứ, càng nên tu. Mình thoát được cái ngục tù, thoát được cái địa ngục là mình tu lẹ lẹ. Chứ nếu không may mắn như trở về đó nữa làm sao? Hả? Mình bây giờ mình 50 tuổi rồi, chừng vài chục năm nữa mình sinh lại rồi, sinh lại về người về Việt Nam nữa làm sao? Con rắn nó còn ở đó nó đợi à. Chứ không phải đi thoát cái đời này đâu. Chút nữa sanh trở lại rồi sanh về đó làm sao? Thì bây giờ phải gấp rút tu. Có vật chất rồi thì phải tu tinh thần. Có cái câu này mà đọc hơi khó hiểu tí. Trước kia ăn chay rất nhiều mà bây giờ tại sao cố gắng ăn chay? Sao? Trước kia làm sao? Trước kia ăn chay rất nhiều mà bây giờ tại sao cố gắng ăn chay chưa được? À, cái vị đó trước kia ăn chay rất nhiều, bây giờ ăn mặn rồi, rất ăn chay không được phải không? Phải vậy không? Ý nói vậy phải không? Sao kỳ vậy? Đâu vị nào đâu đứng lại nói đi, cô mới giải quyết được. Đứng dậy. Tại sao hồi trước ăn chay? Tại sao hồi trước, lý do gì hồi trước ăn chay? Rồi lý do gì bây giờ ăn mặn? Thì cô mới giải quyết giùm. Đâu rồi? Hả? Ai? Trước kia tại sao ăn chay? Người nào vậy? Phải nói rõ cô mới giải thích được chứ, nói như vậy thì sao ai biết được, phải không? Chắc là muốn thử sức thần thông của cô chứ gì. Ta đã nói ta không có thần thông xin, mà cứ thử hoài. Xin cảm ơn thiền sư. Dạ. Thì câu hỏi được của vị nào, nhưng mà chúng tôi cũng có trường hợp đó. Dạ, vậy bác nói tôi, từ lúc 6 tuổi ăn chay. Đến 12, 13 tuổi tôi ăn chay. Rồi. Tôi ở tu, tôi ở trung chùa, tôi ăn chay. Rồi ông ngoài tôi là Tử Thiêu. Người hòa thượng đầu tiên là Tử Thiêu. Là ngày Quảng Đức hả? Dạ, Tử Thiêu, người hòa thượng đầu tiên mà Tử Thiêu ở Việt Nam. Thích Thiện Siêu. Rồi sao? Rồi từ 13 tuổi sắp lên á, tôi không ăn chay nữa. Không ở trong chùa. Bữa nay tôi tối tụng kinh, sáng tụng kinh Pháp Hoa, tụng kinh. Nhưng mà không ăn chay. Nhưng mà vừa tôi thì ăn chay một tháng 10 ngày, mà tôi thì ăn chay một ngày mà có khi cũng lâm lộn. Khi ăn chay rồi ai mời đi rồi ăn mặn lại. Thành nó khó lắm. Thì tại vì bác không muốn mà. Cái lòng bác muốn nhưng muốn không hả? Ăn chay được. Và tôi cũng thiền. Tôi thiền lúc được thầy Thượng Tòa Thích Thần Ân con sống ngay vậy thiền. Nói là Zen Buddhism. Tôi thiền theo ngài. Nhưng mà thầm lúc thiền à? Theo Pháp. Nếu vì lúc chúng tôi thiền theo theo Pháp Quan Âm. Mà nếu mà tôi thấy, khi mà thấy Pháp lên á, thì phải trên ái. Ví dụ nữ thiền sư ở đây mà tôi thiền cái thấy Pháp lên thì tôi bị gọi cho nữ thiền sư biết. Còn nếu mà không gặp nữ thiền sư thì làm sao? Và tìm nữ thiền sư ở đâu mà cái tình thì khi Pháp lên như thế này, rất là khó. Không có gì khó hết. Vì nếu mà không gặp thiền sư có khi thì là có thể là bị tạo hại nhập ma, bị ma quỷ phá. Cái này bác khỏi lo. Bác khỏi lo. Cái vấn đề quan trọng nhất là bác không ăn chay được thì thôi đừng nói Pháp Môn Quan Âm làm chi cho nó mệt. Như thế này nè. Hồi trước tại vì bác ở trong chùa đó, cái điều kiện nó ăn chay được mà. Với lại mình còn nhỏ mà. Cái tâm hồn mình trong sạch á, cho gì ăn nấy, không có bị vật chất cám dỗ. Khi bác đi ra ngoài bác không có tự kiểm soát lấy mình mà người ta cũng cho gì cũng ăn nấy. Rất là ngoan ngoãn. Cho nên cái khẩu vị nó đổi khác ha? Nó đổi khác rồi đổi luôn vậy đó. Mình muốn ăn chay thì mình phải tự thống trị với chính mình. Mình nên biết rằng ăn chay nó có lợi như thế nào. Nó giảm cái nhân quả, giảm cái sát nghiệp đó, lợi ích cho chính mình và lợi ích cho toàn thế giới. Nếu mà người Tàu, người Việt Nam mình có câu Hán Việt là nhất nhất chúng sanh vô sát nghiệp, hà thời thế giới động đau bình. Nhớ không? Mình ăn chay là vì mình muốn cống hiến cái nhân lành cho toàn cõi thế giới. Mình muốn cho tất cả những sinh vật đều an ổn. Mình bố thí vô úy pháp, biết chưa? Cho chúng sanh thấy mình không có sợ, không có run, không có chết đứng vậy đó. Chết ngất kìa.
thấy người người là ác nhất không? Mấy con vật con cọp nó đói nó mới ăn à. Nhưng mà người mình á không phải đói, ăn nhiều khi ăn thì nhậu nhẹt làm cho nó sướng à. Con trùng con dế gì cũng lụm dạng hết, con cá nó ở dưới biển cũng móc lên, con chim ở trên trời bắn xuống, con cọp ở trong rừng, con voi đâu, con dê trong rừng á, nó không có ăn hại gì tới mình, nó không phá hoại gì mình hết, nó không có nhờ vả gì mình một chút gì hết. Mình cũng kéo nó về nhậu. Ừ. Như vậy thấy con vật nào nó thấy con người nó cũng sợ chết đứng hết, hiểu chưa? Mình nên từ hôm nay mình muốn ban bố cái pháp vô úy cho chúng sinh. Tại vì người ta bắt giết mình cũng sợ chết đi, phải không? Mình lại mình van đừng có giết tôi. Con vật nó lại không được, nó không có ai bảo hộ nó. Nó yếu đuối quá, mình thấy nó mình phải thương. Ừ, thấy người ta giết mình phải bảo hộ, nỡ lòng nào vì cái khẩu vị của mình mà giết hại những con vật yếu đuối như vậy. Mình phải nên hiểu tại sao mình ăn chay, chứ không phải hoàn cảnh bắt buộc mà ăn chay. Ba má mình ăn mình cũng ăn theo, rồi chút nữa ba má chết rồi cái đi ăn mặn. Ừ. Hoặc là ông thầy ông nuôi mình ăn chay, ông thầy ông chết mình ăn mặn. Phải biết tại sao ăn chay. Ăn chay vì mình muốn chứng tỏ cái lòng từ bi, cái lòng hấu hòa bình của mình, không? Cho chúng sanh đều sống trong sự an ổn, đang cho cái tâm hồn của mình nó thanh thoát, nó không khi chết rồi không có bị cái lương tâm cắn rứt, hiểu không? Tại sao mình luân hồi sanh tử nè? Tại vì mình biết mình làm cái chuyện nó không tốt mà mình cứ làm hoài. Cho nên khi mình chết đi, cái lương tâm mình nó không có trong sạch, nó không có tha thứ cho mình. Cho nên mình phải đáo lộn lại đặng mà make up, đặng mà đâu kêu bằng trả nghiệp, nhưng mà kêu bằng lại làm cho nó sạch sẽ, ăn oán cho nó, ăn oán giang hồ cho nó hả? À, cho nó công bình à, mình về cái tâm hồn mình nó không nó cắn đứt đó, cho nên mình trở lộn lại đặng mình kiếm những cái con đó, những cái vật đó mình bồi thường rồi, hiểu chưa? Dùng cái cách khác đặng bồi thường cho nó, hiểu không? Hoặc là mình dùng sanh mệnh của mình mình bồi đáp cho cái sự đau khổ của nó, đặng cho nó bớt đau khổ vậy đó. Tại vì vạn vật đồng nhất thể, nó đau khổ cái linh hồn mình biết, mặc dầu cái đầu óc mình không biết nhưng mà cái linh hồn mình nó biết à. Cái linh hồn của nó và cái linh hồn của mình đều là từ một chỗ mà sinh ra, cho nên một con tay một con ngựa bị đau cả tàu không ăn cỏ, hiểu chưa? Tuy là cái đầu óc mình không hiểu mình làm bậy, nhưng mà cái linh hồn mình nó biết làm như vậy không tốt, cho nên nó phải trở lại, nó kiếm cách để bù đắp. Không, tại vì cái lòng sám hối đó tiêu sạch hết nghiệp chướng, hiểu chưa? Một người đã làm lỗi, bây giờ biết cải hối rồi, từ đây về sau tôi không làm nữa mà, hiểu chưa? Nó tha bổng chứ. Nó không có oán hận bởi vì như thế này. Như thế này mình tu rồi đó, cái công đức của mình phải cho bớt những cái con vật đó thì nó thanh thoát, nó không có oán hận mình, hiểu chưa? Cho nên mình tu nó mới lâu chứ nếu mình không có nợ nần ai tu lẹ lắm, thành Phật liền tại chỗ à. Bởi vì mình có nợ nần ông bà cha mẹ, nợ nần những con vật đó, những cỏ cây đó, cho nên mình tu nó mới chậm. Mặc dù mình khai ngộ rồi, mình còn phải tu mười mấy năm mình mới thành Phật được, bởi vì lần trả với cái nợ này nợ hồi trước đó, hiểu chưa? Có nợ nhưng mà trả rồi thì hết luôn chứ không có làm tiếp. Nếu bây giờ anh đã có nợ từ trước rồi mà anh còn tiếp tục anh nợ thì anh trả hoài trả không hết, hiểu chưa? Nhưng mà nếu anh chỉ có nợ bao nhiêu đó thôi rồi anh lần anh trả hết được rồi, hiểu chưa? Thưa hiểu trật chứ. Nếu vậy mình dưỡng cọp sao? Nếu vật dưỡng nhân thì người dưỡng cọp hả? Cọp thích ăn thịt người mà à. Vậy mình nên đưa đầu cho cọp ăn mới là phải không phải vật dưỡng nhân đâu, đâu có chỗ nào nói như vậy đâu. Ai nói? Phật có nói không? Chúa có nói không? Ông Khổng ông có nói không? Ông nói chỗ nào vậy? Kinh nào? Vật không phải là những con vật đâu, vật là những cái thực vật đó.
cái này phải đọc nguyên một cái đó mới hiểu, chứ không phải nói một câu ra như vậy. Rồi, ok, cái này không phải đâu. Nếu mà trong kinh Khổng Giáo có nói vật dưỡng nhân á, nếu mà ngài thì Nho Giáo là Khổng đó, Khổng Giáo đó. Nếu mà trong Khổng Giáo có nói như vậy thật đó, thì ngài Mạnh Tử đã không nói rằng nhìn thấy con vật, nghe tiếng nó, không nỡ nào ăn thịt nó. Cho nên người quân tử tránh xa cái nhà bếp. Mạnh Tử là một nho sĩ mà. Thì đúng. Nhưng mà Khổng Tử đâu có bắt người ta giết vật đâu. Cái này là ở đằng sau đặt ra đó. Cũng như bây giờ người Phật tử nhiều người đâu có ăn chay đâu. Mà còn nói là Phật ăn mặn nó mới chết chứ. Nói là Phật ăn cái gì đó. Vậy Phật ăn cái giò heo mà chết. Là có một ông thầy tu ở người Bắc đó, mỗi ngày không có ăn giò heo. Có rõ ràng cái chuyện thiệt vậy, người tị nạn có kể cho cô nghe. Tại vì ông tưởng rằng Phật ăn giò heo được thì ông ăn giò heo được. Giò heo ở trong cái sách của cô có kể rõ ràng. Cái nấm đó, nó kêu bằng nấm giò heo. Phật ăn cái nấm đó mà Phật đói bụng mà chết. Rồi người ta cứ nói Phật ăn giò heo. Cũng như mình kêu là long nhãn đó. Hiểu chưa? Long nhãn là cái trái cây mà đâu không phải là cái mắt của con rồng đâu. Rồi đâu mình cái rau xương rồng này kia đó. Nó đâu phải xương của con rồng. Nhiều khi mình ăn chay mà mình làm thành con cá, con gà này kia, mình nói ai gà quay, ăn gà quay. Hoặc là ăn cá kho tương này kia, đó toàn là đồ chay hết. Thôi không có nói cái chuyện sát sanh nữa, tôi nghe tôi sợ lắm. Được rồi, anh muốn ăn thịt tiếp tục ăn. Thôi cái cô chưa trả lời nữa, giờ ông giúp cho anh thịt. Thôi anh viết ra đi để cho mấy người này hỏi tiếp rồi. Nói vấn đề mà kêu bằng tìm cái lý do để cho mình sát hại những con sinh vật yếu đuối, tôi sợ quá, tôi không dám biện nữa. Người nào muốn ăn cứ việc ăn ha, người nào cảm thấy là những con vật yếu đuối đó nó đáng cho mình giết thì cứ giết đi, cứ ăn đi, đâu có sao đâu. Rồi chịu trách nhiệm ha. Không phải nói bác đâu. Không phải. Không có nói bác mà. Không có nói bác. Không phải nói bác mà. A Di Đà Phật. Tôi hiểu cái lòng của bác là thành thật. Tôi biết bác nói gì. Tôi biết bác nói là có lòng tốt. Tại vì bác khuyên người ta ăn chay. Tôi không phải trách bác đâu. Thì đúng rồi. Đúng. Quý vị có hiểu cái lòng của cô nói gì không? Cô nói là nói những người khác, nếu người nào muốn ăn thịt thì cứ ăn. Chứ bây giờ nếu mình muốn mà mình đứng đó mình biện đó biện luôn thì cũng vậy thôi. Mà ăn chay là cô nghĩ là rất là tốt. Cái lập trường của cô như vậy. Không phải nói bác đâu. Trời sao bác hiểu lầm mà lẹ quá vậy? Thôi xin lỗi hai bác. Tôi biết cái lòng của bác rất là thành. Nếu mà không đồng ý thì thôi chứ không đi một chỗ. Đâu có nói bác đâu. Sao tại sao bác hiểu lầm một cách lẹ quá vậy? Ok, thôi xin lỗi. Không có nói bác đâu. Biết là bác rất tốt. Không. Câu hỏi kế tiếp là lúc thiền theo pháp Quan Âm, nếu lúc thấy pháp lên cảnh giới thì làm mà trình với sư thiên sư để biết mình tu đúng hay sai, tiến bộ hay thụt lùi, nếu muốn trình với cô thì phải làm sao mà gặp? Sao người Việt Nam mình cứ kích động quá ha, nói nó minh bạch như vậy mà cũng hiểu làm được. Vậy sao mà sợ quá. Cô nói rất là minh bạch, đại chúng đều hiểu hết cái ý của cô phải không? Đâu có phải trách bác đó đâu, cái ý của bác rất là minh bạch mà. Như thế này, cái câu hỏi đó
đừng có lo. Bởi vì nếu một ông thầy mà ông có trình độ cao đó, thì lúc nào mình cầu nguyện á, ông đều tới hết, chứ không cần phải ở gần cái xác phàm của ông thầy đó. Thứ nhất. Thứ hai, mình trước khi mình học thiền đó, thì cái vị thầy đó nói cho mình biết những cái trình độ nó như thế nào rồi, chứ mình tu tới trình độ nào mình tự biết lấy. Nếu mà rủi mình không biết đó, hoặc là mình quên đi, mình có thể viết thơ mà. Cái lúc này cái việc giao thông nó rất là phương tiện, không cần phải lúc nào cũng đi theo kè kè bên vị thầy học mới là tốt. Kế tiếp là: thưa thượng sư, xin thượng sư cho chúng con biết ngài đã tu ở Hiêm Á Lạp Sơn bao nhiêu lâu, và tu ở đó khác với tu ở các chùa thường như thế nào? Không khác đâu. Mình tu ở đâu mình có tâm thành cũng chứng hết, chứ không phải cần phải đi Hiêm Á Lạp Sơn.